Xuân Hùng xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay em Xuân Hùng lại quay là báo giá cho các bác một chiếc xe Grandtra. Vâng, thưa các bác, đây là một mẫu xe hai đầu giá rẻ. Đây là chiếc xe Grandtra đời 2010. Với phiên bản số sàn xe tư nhân biển Hà Nội, màu trắng đẹp sạch sẽ, và chiếc này thì máy số cực chất luôn. Gầm bệ không có một chút hàn mòn, là máy số ngon, gầm bệ chắc chắn. Đấy các bác nhận, đăng kiểm con này thì rất dài luôn, đến tháng 5 2023. Vâng ạ, thì một chiếc xe Grandtra 2010 đã được trang bị lên một bộ tem thể thao rất là nổi bật luôn. Biển 30F nhá, biển Hà Nội. Vâng, bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe Grandtra, đặc biệt là chiếc này biển Hà Nội, màu trắng đời 2010, xe tư nhân, và chiếc này thì cực kỳ ngon lành luôn các bác nhá. Chúng ta có thể xem một vòng xung quanh, và đây là những mẫu xe mà chúng ta có thể mua về đi lại gia đình. Và nếu bác nào mà có chạy thêm dịch vụ thì cũng rất tuyệt vời luôn, vì dòng xe Grandtra này ra form dáng nó rất là đẹp nhá. Đấy, form dáng đẹp, và về cái nó ăn tiết kiệm cực kỳ luôn. Nó chỉ là 1.5 thôi. Đấy, tiết kiệm cực kỳ cho các bác này. Form dáng nguyên zin nhá, máy số cực chất, và xe được trang bị màn hình cam lùi Android cỡ lớn. Đấy, nội thất sạch sẽ đẹp đẽ. Đây các bác nhỉ, có thể cho các bác xem một vòng xung quanh xe nhé. Đây là một chiếc xe Grandtra mà giá chỉ có hơn 100 triệu một tí thôi các bác nhé. Đấy, bên em Xuân Hùng bán xe cực kỳ rẻ luôn. Em bán xe tại thành phố Hải Dương. Em là chợ xe cỏ, điện thoại là 0896108883. Đấy, đây là một chiếc Grandtra 2010. Chiếc này thì keo chỉ gần như là nguyên zin hết các bác ạ. Táp ly táp lô đẹp nhá, kể cả táp ly nó vẫn còn lì nguyên này, các bác có thấy không? Gương kính chỉ điện. Con này được trang bị một bộ lót sàn đỏ cực đẹp, nó xả dối nhá. Vô lăng đẹp luôn ạ. Em sẽ bật cái chìa khóa cho nó đỡ kêu. Vô lăng con này cực đẹp luôn. Đây em sẽ bật chìa khóa và em cho các bác xem về cam lùi đây. Đấy, màn hình cam lùi Android nhá. Đấy, màn hình cam lùi, và cam lùi các bác có nhìn xa hàng trăm mét được luôn, rất là nét luôn. Về màn hình thì nó là màn hình Android cỡ lớn và hàng chất lượng cao. Hàng này có cả SIM cho nên là nó khá là đẹp và đắt các bác nhá. Đấy, một chiếc xe 2010 phiên bản số sàn, máy 1.5, sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Đấy, lót sàn đầy đủ này các bác thấy không? Đấy, lót sàn đầy đủ cho bác luôn này, cực kỳ đẹp. Cần số này, số thì chiếc này là máy 1.5 nhá. Vô lăng nó cực kỳ đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, vô lăng như thế này ngon này nhỉ. Và chiếc xe này ấy thì em đang bán cho các bác với giá là 138 triệu đồng các bác ạ, 138 triệu đồng thôi, giá cực kỳ hấp dẫn và rẻ luôn, được chưa? Xem xe được trang bị là tem thể thao này, sơn thì cực đẹp luôn, mỡ mà không có một vết xước, vết sơn gì, được chưa? Đấy các bác nhá, 2010 này nó quá chất lượng luôn, xe biển Hà Nội mà chỉ có 138 triệu đồng thôi. Vâng thưa bác, thì em Xuân Hùng là luôn luôn báo giá chính xác giá bán thôi nhá, cũng không phải thách, cũng không phải trả giá làm gì cả. Cho nên các bác mua thì alo cho em lại. Đây, lót sàn rối đẹp này các bác này, sạch sẽ như thế này mà. Một chiếc xe gia đình họ đi rất là giữ gìn luôn. Đấy, lên một bộ lót sàn này cũng đã hàng tiền triệu rồi. Đấy nhá. Đây, ghế da thì đẹp sạch sẽ, được chưa? 138 triệu cho các bác, cực kỳ ngon lành luôn, không phải nghi ngại gì cả. Máy số ngon, gầm bệ chắc chắn, sơn xi nội ngoại thất con này đẹp, mắt đèn sáng này. Các bác thấy không? Mắt đèn sau cực sáng cho đẹp luôn. Biển 30F. Đấy, biển Hà Nội nhá. Vâng các bác ạ, thì đây là một chiếc Grandtra giá rẻ. Gia đình nhà bác nào mà đang cần tầm tìm cái tiền mà hơn 100 triệu một chút thì hãy tham khảo cái mẫu này, mẫu Grandtra này nhá. Mẫu Grandtra này các bác mua là quá hợp lý luôn. Bởi vì nó rất là đẹp, sạch sẽ này, rồi chúng ta nó tiết kiệm nhiên liệu cũng như là bền bỉ. Dòng này thì cho các bác chạy đường dài thoải mái nhá. Vài 300, 400, 500 km thoải mái luôn, riêng chiếc Grandtra này. Nội thất thì căng mọng đẹp sạch sẽ, được chưa? Đây lót sàn này, các bác thấy nhìn này. Lót sàn nó đẹp như thế này nhưng mà em nói thật, nhìn con xe là nhìn đã muốn ngồi rồi nhá. Nhìn đã muốn vào đây ngồi rồi này. Đấy. Mà giá thì rất rẻ thôi, 138 triệu đồng cho các bác ạ. 138 triệu với so với những chiếc xe khác thì chiếc này là chất lượng và rẻ hơn rất nhiều. Em Xuân Hùng bán xe thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy, xe được phủ một cái lớp phủ đây, rất đẹp đây. Đây các này. Đấy, được phủ lớp và đẹp nhá. Màn hình cam lùi đủ hết các bạn. Đấy nhá, màn hình Android to, cam lùi đủ không thiếu gì luôn. Vô lăng thì cực đẹp. Đấy ạ. Đấy, một chiếc xe nó đẹp như thế này thì các bác yên tâm là về đi lại nhá. Ghế cũng đẹp này, ghế đẹp mỏng luôn. Và lót sàn rối đỏ này.
Đấy các bạn, đây là những chiếc xe mà nó sạch sẽ gọn gàng, các bác về chỉ sẵn đi thôi, không phải làm gì nữa nhá. La răng sắt thôi, nhưng mà lốp thì còn dày đẹp. Đăng kiểm còn rất dài, đến tháng 5 2023. Được chưa? Đến tháng 5 2023 luôn nhá. Thì các bác mua về không phải làm bất cứ một cái gì cả. Nếu như bác nào ưng chiếc này có thể cọc cho em ít nhất là 5 triệu đồng thôi. Nếu các bác ở gần thì cọc 5 triệu đồng, còn xa thì chúng ta cọc thêm một chút nữa. Em sẽ ship xe tận nhà cho các bác nhá. Các bác yên tâm không phải đi đâu cả, em ship xe tận nhà luôn cho các bác đỡ phải đi lại. Vâng ạ, thì em Xuân Hùng đang bán xe trên toàn quốc và bán tất cả những dòng xe từ vài chục triệu đồng trở lên thôi. Bác nào đang có nhu cầu mua thì có thể alo cho em Xuân Hùng. Em xin chào và hẹn gặp lại.